Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy là chiếc Java Ferroce. Đó, thì chiếc này thì trên kênh của em đã quay nhiều khá khá là một số rồi đấy. Hôm nay em về tiếp tục một con Java Ferroce. Đấy, được trang bị khung carbon toàn phần, dây âm sườn khung carbon, càng carbon, bánh là bánh Zetro Spec, khối lỗ bi vòng và cái bộ đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa 105, cùi đề 105, tay lắc 105, cọc yên carbon các bác nhé. Đây em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem. Phần yên này, cọc yên này, gióng ngang. Về phần sơn của chiếc xe thì còn rất là đẹp, không có cái vết xước nào đáng kể. Nói thẳng ra là, nếu mà nói chuẩn ra là không có vết xước. Đấy, Java cùng cả bên bên mặt kia cũng không có. Java team vành là bi vòng khối lỗ các bác nhá. Cùi đề 105, gạt đĩa 105, đùi đĩa trục rỗng, DK của Java luôn. Nhíp là 11 tầng. Bánh trước cũng thế, là cũng dây cho spec, cũng đi vào luôn. Đây, bây giờ em sẽ vào đo size và đánh giá chi tiết chuyển động cho các bác xem nhé. Đây, size của từng tâm trục này đến cái khóa cọc, đến cái cọc yên này là 48. Đấy, size 48 từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ cốt là 51. Xe này size 48 thì phù hợp cho các bác khoảng từ 1m64 đến 1m74 đi phù hợp. 1m64 đến 1m74 đi phù hợp. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Xe size 48 và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái phần chuyển số nhé. Xe được trang bị 11 lít. Bây giờ em sẽ lên lít này. Em du. Giờ sẽ xuống đĩa này. Lên đĩa này. Đấy, bánh đi vòng khối lỗ các bác nhá. Vâng. Khung carbon, bánh đi vòng khối lỗ. Và xe có giá rất tốt bên em là 16,9 triệu, 16,9 triệu. Khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon, trang bị mini group Shimano 105 và bánh đi vòng khối lỗ, 16,9 triệu, bao ship toàn quốc tận nhà
các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến xe thì nhắn Zalo 0975 709 943 và ấn đăng ký ở phía dưới để YouTube nó gửi thông báo khi mà bọn em có cái video mới lên trên kênh nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.